Tại quyền Thới lai với mong muốn học sinh trên địa bàn có điều kiện vui Tết Trung Thu, Ban chấp hành xã đoàn Xuân Thắng phối hợp với Ban chấp hành đoàn quân sự quyền Thới Lai và chi đoàn đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quyện đã tự tay làm những chiếc lồng đèn ngôi sao để trao tặng cho thiếu nhi trên địa bàn. Để làm được những chiếc lồng đèn ngôi sao đẹp mắt, hơn 30 cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đã phải tất bật chẻ tre, vuốt tre, chuẩn bị nguyên vật liệu, thực hiện các công đoạn rất tỉ mỉ Tết Trung thu năm nay, từ nguồn vận động có trên 400 chiếc lồng đèn ngôi sao được làm tặng cho các học sinh thiếu nhi trên địa bàn xã Xuân Thắng. Trong đó có 20 chiếc lồng đèn và quà dành tặng cho trẻ em là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã.